sau 35 tuổi, vun đắp ba kiểu tình bạn và cắt đứt ba kiểu người thân sau. Người xưa có câu, một giọt máu đào, hơn ao nước lã. Tình thân là quan trọng, nhưng không giống như việc được tự do lựa chọn trong các mối quan hệ bạn bè, bạn tốt thì chơi, bạn xấu thì bỏ. Với người thân nhiều khi chúng ta không có quyền lựa chọn. Bởi vậy, với kiểu họ hàng tham phú phụ bần, tốt nhất nên thẳng thắn tránh kết giao. Bước vào tuổi tam thập nhi lập, con người đã được nếm trải tình người ấm lạnh và dần hiểu ra đạo lý ở đời. Huyết thống chưa chắc đã quan trọng hơn tâm hồn, người thân chưa chắc đã đối xử với mình tốt hơn bạn bè. Vì thế, chúng ta cần phải buông bỏ đi ba kiểu họ hàng và vun đắp ba kiểu tình bạn sau. Ba kiểu bạn bè cần vun đắp. 1. Đồng điệu về tâm hồn. Nếu may mắn có được một người bạn tâm giao thấu hiểu và đồng điệu sâu sắc với mình thì bạn nên trân trọng mối nhân duyên này. Đây là mối quan hệ vô cùng đáng quý, mang đến cho bạn những thay đổi tích cực mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Những người bạn tâm giao sẽ mang đến cho bạn những niềm vui trong cuộc sống, bởi họ vốn dĩ đã là tấm gương phản chiếu con người bạn với sự đồng điệu về tâm hồn. Do đó, họ biết cách khiến bạn vui tươi hơn, cũng như thấu hiểu bạn, lắng nghe bạn, chia sẻ và giải quyết các vấn đề cùng bạn. Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần một người hiểu mình là đủ. Hai linh hồn cô đơn cùng sưởi ấm cho nhau, đây có lẽ là niềm vui lớn nhất của đời người. 2. Luôn bên bạn chia sẻ hoạn nạn. Dương Giáng, nhà viết kịch, dịch giả người Trung Quốc từng nói, người có xuất thân tầm thường là người có khả năng nhìn rõ nhân tình thế thái nhất. Trên đời có vô số kiểu người khác nhau, không ít người thường suy nghĩ đến lợi ích trong lúc kết giao các mối quan hệ. Những người như vậy, vào những lúc ta thành công sẽ ở bên, dệt hoa trên gấm cùng chia sẻ hưởng thụ mọi thành quả với ta. Nhưng khi ta gặp phải khó khăn sẽ quay đầu dứt khoát ra đi, chỉ sợ tránh không kịp kiếp nạn ấy khiến bản thân bị thiệt, là kiểu bạn nhậu đúng nghĩa. Thế nhưng cũng có những người, khi thấy ta thành công họ cũng sẽ không vội mà thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng lúc ta gặp khó khăn hoạn nạn chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ. Những người như vậy sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ ta làm lại từ đầu khi chúng ta vấp ngã. Họ chính là những người đáng để ta kết thân và làm bạn nhất. 3. Chân thành, không giả dối. Trong mọi mối quan hệ, nếu muốn bền bỉ thì sự thành thật là yếu tố cần thiết. Nếu như gặp được một người luôn chân thành với bạn, không giấu giếm, không vụ lợi, hãy giữ họ lại nhé. Mỗi khi hoạn nạn họ sẽ bên cạnh ra tay giúp đỡ bạn. Chính họ sẽ là người kéo bạn lại nếu bạn đi sai đường. Họ luôn nhắc nhở bạn, giám sát và phê bình khi bạn làm sai để sửa đổi. Họ không muốn cuộc sống của bạn xuống dốc. Người có tính thẳng thắn, thật lòng luôn tạo cho người xung quanh cảm giác tin tưởng. Đây cũng chính là điểm mạnh của họ. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Ba kiểu người thân cần cắt đứt. 1. Người không biết chừng mực. Có rất nhiều người họ hàng kém duyên, không biết giữ đúng chừng mực, tò mò quá mức về đời tư của bạn, luôn muốn biết bạn đang quen ai, đang yêu ai, khi nào kết hôn, khi nào sinh đẻ, mức lương bao nhiêu, công việc như thế nào, quan tâm khác soi mói. Người quan tâm sẽ biết nghĩ cho bạn, điều gì nên hỏi, điều gì không. Còn người soi mói việc gì cũng hỏi, cốt chỉ để thỏa mãn cái miệng của họ mà thôi. Thực tế họ không thật sự quan tâm đến bạn mà chỉ muốn biết để so sánh hoặc chê bai. 2. Người hay nịnh hót. Ông cha ta từng nói, kẻ nghèo ở thành thị sầm uất không người ngó, người giàu trong núi sâu có kẻ thăm. Khi bạn thành đạt, có khi cô bảy dì tám nào đó hay vài người họ hàng xa tít mù khơi cũng sẽ đến làm thân bằng được với bạn. Nhưng khi bạn sa sút, cho dù bạn chủ động đến cửa hỏi thăm họ cũng chưa chắc cho bạn sắc mặt tốt. Gặp phải người họ hàng kiểu này, qua lại được thì qua lại, không qua lại được thì nên cắt đứt. 3. Mượn tiền không trả. Họ hàng có quan hệ máu mủ đều như người một nhà. Giữa người nhà với nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng giúp đỡ cũng chỉ giới hạn trong lúc nguy cấp, chứ không bao gồm cả cứu đói. Đặc biệt là khi cho mượn tiền, nhất định phải thận trọng. Có những người họ hàng, thấy bạn làm ăn phát đạt thì lũ lượt tìm đến cửa, bắt quàng làm thân, để có thể mượn được tiền hoặc nhờ cậy bạn giúp đỡ. Họ thường tỏ ra biết điều, nói gì nghe nấy, mặt mày niềm nở. Nhưng mượn tiền xong, đến khi bạn đòi tiền, họ lại phớt lờ chuyện trả nợ. Khi ấy trong miệng họ, bạn sẽ biến thành kẻ vô tình vô nghĩa. Gặp phải người họ hàng như vậy, vẫn nên ít giao du qua lại thì hơn. Cuộc đời giống như một con đường mà càng đi lại càng hẹp. Lúc đầu luôn có rất nhiều người đồng hành cùng chúng ta, nhưng người có thể đi đến cùng lại chẳng có mấy người. Mong rằng mỗi người chúng ta đều sẽ gặp,
và kết giao được 3 người bạn tốt như vậy trong đời, cũng như có được những người họ hàng tốt ở bên nhé.